Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip này thì Điệp xin gửi đến dự đoán lịch visa và lịch mở hồ sơ dành cho tháng 9 năm 2023. Đây là các thông tin được cập nhật từ các kênh di trú lớn và từ văn phòng của các luật sư. Và tháng 9 thì cũng là tháng cuối cùng của năm tài khóa năm 2023, có nghĩa là tháng cuối cùng để sử dụng số lượng visa mà chính phủ Mỹ cấp ra cho tất cả các nước trong một năm đó. Thì năm tài khóa thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 của một năm này và kéo dài tới tháng 9 của năm kế tiếp. Trong một năm tài khóa đó thì có số lượng giới hạn, một số lượng visa nhất định là cấp ra cho tất cả các nước. Và mỗi một nước thì nhận được 7%, có nghĩa là có giới hạn số lượng visa cấp ra chứ không phải là muốn cấp bao nhiêu thì cấp. Do đó thì tình hình tháng 9 này thì cũng rất là khó để dự đoán vì không biết là hiện tại còn số lượng bao nhiêu visa để cấp ra cho tất cả các diện và cũng chưa biết là lịch visa và lịch mở hồ sơ thực tế sẽ được điều chỉnh như thế nào. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip. Và các thông tin trong bản dự đoán này thì chỉ mang tính chất tham khảo trong lúc mà chúng ta chờ bản lịch visa và lịch mở hồ sơ chính thức sẽ được trung tâm visa NVC họ công bố vào tháng sau. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch, hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Ký hiệu của các diện hồ sơ bảo lãnh trong bản lịch visa và lịch mở hồ sơ. Diện F1 là con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A là vợ hoặc chồng và các con nhỏ có thường trú nhân. Diện F2B là con độc thân trên 21 tuổi có thường trú nhân. Diện F3, con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Và diện F4 là anh chị em của công dân Mỹ. Dự đoán lịch visa của tháng 9 năm 2023 hay còn gọi là lịch phỏng vấn. Theo văn phòng của luật sư Carl Schutterman, thì dự đoán dành cho tháng 9 này, đối với diện F1, ngày ưu tiên sẽ được tăng 2 tuần là đến ngày 15 tháng 1 năm 2015. Ở diện F2A thì bản lịch dự đoán vẫn là đứng yên ở ngày 8 tháng 10 năm 2017. Và diện F2B được dự đoán vẫn là đứng yên, vẫn là ngày 22 tháng 9 năm 2015. Ở diện F3, ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 1 năm 2009, tăng được 2 tuần. Và diện F4 thì ngày ưu tiên vẫn là ngày 22 tháng 4 năm 2007, vẫn đứng yên không thay đổi. Còn đối với dự đoán của kênh dự đoán Jacket, thì dự đoán tháng 9 này tình hình bản lịch vẫn rất là ảm đạm. Ở diện F1, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 1 năm 2015, vẫn đứng yên. Ở diện F2A thì bản lịch cũng là đứng yên ở ngày 8 tháng 10 năm 2017. Trong tháng vừa rồi thì kênh Jacket này đã dự đoán chính xác dành cho diện F2A là bản lịch sẽ bị lùi lại. Và đúng thực tế là đã bị lùi lại đến gần 3 năm. Ở diện F2B vẫn là dự đoán sẽ bị lùi lại, tuy nhiên thì không có nói rõ là sẽ bị lùi lại thời gian là bao lâu. Diện F3, ngày ưu tiên vẫn là ngày 8 tháng 1 năm 2009, vẫn đứng yên không thay đổi. Và ở diện F4, ngày ưu tiên cũng là ngày 22 tháng 4 năm 2007, vẫn không thay đổi gì khác. Thì theo như dự đoán của kênh Jacket này, tháng cuối cùng của năm tài khóa thì tình hình bản lịch vẫn sẽ tiếp tục bị giữ nguyên như cũ.
Theo dự đoán của kênh US Visa, thì đã dự đoán từ diện F1 cho tới F4 có diện thì tăng, có diện thì vẫn đứng yên. Ở diện F1 thì dự đoán là vẫn đứng yên ở ngày 1 tháng 1 năm 2015. Diện F2A được dự đoán là sẽ được tăng lên một tuần, là đến ngày 15 tháng 10 năm 2017. Diện F2B được dự đoán là đứng yên ở ngày 22 tháng 9 năm 2015. Diện F3 được dự đoán tăng 2 tuần, là ngày 22 tháng 1 năm 2009. Còn ở diện F4 thì dự đoán cũng được tăng 2 tuần, là đến ngày 8 tháng 5 năm 2007. Bên cột phía bên tay phải này thì cô chú và các anh chị chúng ta có thể thấy đây là số lượng visa được phân bổ ra cho tất cả các diện trên toàn thế giới, không chỉ riêng ở Việt Nam. Và tính ra bình quân thì trong mỗi một nước chỉ được khoảng 7% trong tổng số lượng này. Cho nên thì số lượng là dành cho các nước hàng năm thì không nhiều. Vì vậy thì thời gian chờ của tất cả các diện F này khi mà làm hồ sơ bảo lãnh thì hiện nay chờ cũng khá lâu. Tuy nhiên tại Việt Nam mình là cũng là một trong những các nước là được ưu ái là cho thời gian bảo lãnh lại ngắn hơn so với một số nước như là bên Trung Quốc, Mexico hoặc là Philippines. Các nước này thì có thời gian bảo lãnh lên đến hàng chục năm. Và giờ đây thì tất cả các hồ sơ đều đang mong chờ tới lịch visa của tháng 10 sắp tới để bắt đầu vào số lượng visa cấp cho năm tài khoá mới 2024 là có số lượng nhiều hơn. Thì hy vọng là lịch visa của các tháng sắp tới là của các tháng sau tháng 10 đó sẽ có sự tiến triển hơn. Còn ở bản dự đoán lịch mở hồ sơ dành cho tháng 9 hay còn gọi là lịch làm 6 bước với trung tâm Visa NVC thì đã được dự đoán là từ diện F1 cho tới diện F4 thì khả năng sẽ tiếp tục không thay đổi gì khác so với tháng 8. Tất cả các diện đều vẫn sẽ đứng yên. Đối với diện F1 thì dự kiến ngày ưu tiên vẫn là ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A bản lịch vẫn duy trì là chữ C ở mức hiện tại. Diện F2B ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 1 năm 2017. Diện F3 ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 3 năm 2010. Còn ở diện F4, ngày ưu tiên sẽ là ngày 1 tháng 3 năm 2008, vẫn không có gì thay đổi so với tháng 8. Đây là bản ước tính dự đoán thôi thì chúng ta cùng tham khảo và chúng ta cùng chờ xem lịch visa chính thức sẽ có trong khoảng vào đầu tháng 8 dương lịch này. Ở bản dự đoán dành cho diện đầu tư và diện lao động ở cả bản lịch mở xét hồ sơ và lịch visa thì dự đoán là ở bản lịch EB3 lao động có bằng đại học và lao động kỹ năng thì dự kiến là tình hình vẫn là chữ C ở mức hiện tại ở cả hai bản lịch, lịch mở xét hồ sơ và lịch visa. Còn ở diện EB3 lao động phổ thông, other workers thì được dự đoán là lịch mở xét hồ sơ vẫn là ngày 1 tháng 5 năm 2020. Còn lịch visa thì dự đoán là ở ngày 1 tháng 6 năm 2020, vẫn tiếp tục duy trì giống như lịch visa của tháng 8. Còn ở diện EB5 đầu tư thì theo đầu tư trực tiếp và kể cả đầu tư gián tiếp thông qua trung tâm vùng. Ở cả hai loại này thì đều được dự đoán là lịch mở xét hồ sơ vẫn là chữ C ở mức hiện tại. Và lịch visa thì cũng vậy, nghĩa là hồ sơ nộp vào và liên tục được giải quyết. Thì hiện tại diện đầu tư EB5 này tại Việt Nam cũng có nhiều gia đình làm hồ sơ. Và mức chi phí thông thường là sẽ rơi vào từ 500.000 đô la cho tới 1 triệu đô la để đầu tư vào Mỹ. Và hồ sơ thì sẽ được đi cùng cả gia đình. Thời gian để làm hồ sơ của diện này hiện nay là khoảng 5 đến 6 năm trở lại. Để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi, đây là bản lịch visa của năm 2022 trong các tháng vừa qua. Trong suốt cả năm 2022, từ tháng 1 cho tới tháng 12, thì tất cả các diện lịch visa vẫn đều đứng yên không thay đổi. Cột ở phía bên tay phải này là tổng hợp lịch visa của năm 2021 mà tất cả các diện đều đã được giải quyết tăng lên số lượng bao nhiêu tuần để cô chú và các anh chị chúng ta dễ xem.
còn đây là tổng hợp lịch mở hồ sơ của năm 2022. Trong năm 2022, thì chỉ có tháng 7 và tháng 8, thì trung tâm visa đã cho 2 tháng này được tăng lên. Còn lại ở các tháng khác thì lịch vẫn đứng yên không thay đổi. Còn phía bên tay phải là tổng hợp lịch mở hồ sơ của năm 2021 để cô chú và các anh chị thuận tiện xem. Để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi, đây là dự đoán lịch visa của các diện trong các tháng sắp tới. Đây là bản dự đoán của lịch visa diện F1. Dự đoán lịch visa của diện F2A. Dự đoán lịch visa của diện F2B. Dự đoán lịch visa của diện F3. Dự đoán lịch visa của diện F4. Các thông tin trong bản dự đoán này chỉ mang tính chất tham khảo. Lịch visa và lịch mở hồ sơ chính thức của tháng 9 sẽ được điệp cập nhật trên kênh từ khoảng ngày 8 cho tới ngày 25 tháng 8. Cô chú và các anh chị nhớ bấm nút đăng ký, subscribe và hình cái chuông để được YouTube báo khi có video clip mới mà Điệp chia sẻ lên nha. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.